Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, sau những ngày nắng rát mặt và những ngày rét căm căm ra thì hôm nay trời Hà Nội lại rất là đẹp. Chỉ có sương mù thôi nhưng mà rất là mát trời. Thời tiết như thế này thì rất là đẹp đấy ạ. Cũng biết chiều lòng người ấy. Thời tiết như thế này mà các gia đình mà được nghỉ ngơi mà không đi chơi thì hơi phí. Và cũng sắp đến ngày cuối tuần rồi. Ngày mai là cái ngày thứ bảy chủ nhật rồi. Thì cũng chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình của mình thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota thần thánh phiên bản 7 chỗ ngồi đấy ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e, số sàn, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký năm 2020. Mới lăn bánh được hơn 1 vạn km thôi. Và chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, nó gọi là siêu lướt ạ. Đấy, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đem ra đây để quay lên và giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay luôn ở cái video này nữa ạ. Đầu tiên thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì, nhưng mà về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Không có xước sát gì to đâu ạ, chỉ có xước dăm nhỏ thôi. Và cái cụm đèn đây rất là sáng đây, quý vị và các bạn thấy nó rất là mới luôn đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, từ mặt ca lăng cho đến cái cụm đèn pha này, đèn gầm này, đèn xi nhan này, tất cả là còn rất là mới đều đấy ạ. Rất còn mới và rất đẹp luôn. Đây là cái phần đầu của chiếc xe đấy ạ. Và đây là cái phần sườn bên phụ của chiếc xe. Tôi giới thiệu chi tiết luôn cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Từ cái nước sơn nó còn nguyên bản này. Đấy, tất cả những cái nước sơn này là còn nguyên bản đây quý vị và các bạn nhé. Tôi còn về, tôi còn chưa sơn lại đâu. Đấy, xi nhan trên gương. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái bên sườn, bên phải hay còn gọi là bên phụ đấy ạ. Còn rất là đẹp luôn này, chưa có xước sát đâu ạ. Còn sơn nguyên bản này. Và cái phần đằng sau, tức là cái cụm đèn hậu của xe đây quý vị các bạn ạ. Cái cụm đèn hậu cũng còn rất là mới đấy ạ. Sản xuất 2019 cho đến bây giờ thì tính ra mới chạy được có 1 năm thôi. Nên là nó rất là mới, rất là đẹp này. Và nhìn về cái phần đằng sau này thì quý vị các bạn thấy luôn đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi. Cảm biến lùi thì nguyên bản theo xe rồi. Còn với phần camera lùi này là do chủ xe lắp thêm này quý vị các bạn ạ. Chủ xe lắp thêm đầu Android, màn hình camera lùi đầy đủ hết cả rồi. Đấy, đây là cái phiên bản Innova 2.0e. Bản E nó có cả số sàn và số tự động quý vị các bạn ạ. Đây là cái phiên bản số sàn. Đấy, đây là cái phần sườn bên trái, hay còn gọi là sườn bên lái đây quý vị các bạn nhé. Nước sơn cũng còn nguyên bản này, tuy có xước sát nhỏ nhẹ thôi này, tôi để nguyên cho quý vị các bạn xem đây ạ. Xước sát rất là nhỏ này, tất cả những cái vết xước sát này nó cũng nhỏ thôi. Đánh bóng thì cũng hết, nhưng mà tôi vừa mới mua về là tôi quay, tôi đang bán luôn, tranh thủ bán trước Tết quý vị các bạn ạ. Vì bây giờ mà không tranh thủ bán luôn thì lại để đi Tết thì chết, ra Tết bán thì thành lỗ mất, cho nên là tôi mua về là tranh thủ được lúc nào là tôi đem bán, đang bán luôn lúc đấy ạ. Có thời gian thì tôi sẽ dọn dẹp sau. Đấy, nếu như mà tôi mà có thời gian thì tôi sẽ dọn dẹp sau cái xe này. Còn bây giờ là tôi cứ làm video và đang bán đã. Và giới thiệu luôn cho quý vị các bạn là nó nguyên bản đây ạ. Từ cái dàn lốp, đây là cái dàn lốp nguyên bản theo xe nhá. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và cái dàn lốp này là cái dàn lốp Beston 2019 này quý vị các bạn ạ. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe đây. Và còn rất là dày đây này. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe đấy. Nó bẩn thôi nhá, chứ bây giờ mà tôi đánh rửa sạch sẽ đi thì nhìn cái lốp nó mới lắm đấy ạ. Do chưa có dọn rửa gì thì lốp nó hơi bẩn ạ. Đấy, đây cái lốp này nó rất là bẩn đây quý vị các bạn ạ. Chưa có đánh rửa gì thì là nó bẩn. Chứ nết lốp này quan trọng là tôi giới thiệu cho quý vị bạn xem là cái nết lốp, tức là cái năm sản xuất của lốp này. Xe được sản xuất năm 2019 và toàn bộ cái dàn lốp này là nết 2019 hết đấy ạ. Đấy, phụ tùng cũng đều 2019 nhá. Sản xuất là cuối năm 2019, chứ nếu như sản xuất là đầu năm 2019 thì lốp vẫn là 2018. Đấy, phụ tùng thường sản xuất trước. Đây là sản xuất cuối năm 2019, cho nên là cả một cái dàn lốp này đều là 2019 luôn đấy ạ. Đấy, và cái lốp sơ cua đây quý vị các bạn ơi. Cái lốp sơ cua này cũng còn nguyên bản chưa hạ này.
Đấy, cái lốp sơ cua còn rất là mới này, nó bẩn thôi chứ còn nó rất mới đấy ạ. Đây là cái phần lốp sơ cua ạ. Và cái phần gầm này, từ giảm sóc này, sắt xi này. Đấy, các thứ là còn rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, cái gầm nó rất là mới. Rửa sạch sẽ mà dọn dẹp đi thì nó cũng không khác gì cái xe mới là mới đâu ạ. Đấy. Phải nói là tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy là những cái phần lốp. Đi với những cái phần lốp mà chưa hạ thì tôi lại cho quý vị các bạn xem về cái đồ nghề. Đồ nghề hay còn gọi là cái kích quay đấy. Kích quay đồ nghề của chiếc xe, xe nào cũng được trang bị là kích quay đồ nghề. Tôi lại mở cho quý vị và các bạn xem về cái phần kích đây ạ. Lốp sơ cua còn nguyên chưa dùng thì đương nhiên là những cái đồ nghề này cũng chưa dùng đến đâu ạ, còn nguyên bản ạ. Tuy nó hơi bụi chút thôi, hơi bụi bẩn thôi chứ nó nguyên bản đấy ạ. Đây này. Đấy, nó mới tinh luôn đấy ạ. Phải nói là chiếc xe này còn rất là nguyên bản và rất là đẹp đấy ạ. Đấy, tôi cứ cắm lại đây cho quý vị các bạn cùng xem đấy. Nguyên bản hết ạ. Về cái phần ngoại thất thì không có điều gì để phải chê rồi. Và chiếc xe này thì nói thật với quý vị các bạn à, nhất là cái số sàn phiên bản này đây ạ, thì rất nhiều người là quan tâm để về mua về chạy dịch vụ đấy ạ. Tại vì là nó thứ nhất là rộng rãi, thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu đây. Đây mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 9,7 lít cho 100 km kết hợp và 12,5 lít cho 100 km trong khu đô thị và 8,1 lít cho 100 km ngoài đô thị đây ạ. Đấy, cho nên là nó rất tiết kiệm nhiên liệu so với máy xăng, là chiếc xe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Rất nhiều anh em đã lựa chọn những chiếc xe này để về chạy dịch vụ đấy ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi tiến vào xem về cái phần nội thất của chiếc xe ạ. Đầu tiên thì chúng ta cũng phải xem qua về cái phần cánh cửa bên lái đã này. Đấy, đây là cái phần cánh cửa bên lái này, keo chỉ này. Keo chỉ của cánh cửa bên lái này, táp bi này. Đấy, tuy là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, nó chỉ bẩn một chút thôi. Ốc bản lề này, nó chỉ bẩn một chút thôi, chứ tất cả là nó còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, phải nói là bẩn thôi. Nội thất thì đã được trang bị nội thất da rồi. Ghế da này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, cảm biến lùi này. Đây là cái nút tắt bật cảm biến lùi nhé, và nâng hạ đèn pha. Và đây nữa là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 đấy ạ. Đây là cái năm sản xuất của xe. Sản xuất 2019 và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn. Đấy, đây là. Và sau đây là cái phần táp đi cửa sau bên lái. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Nội thất rất là đẹp, rất là sạch sẽ luôn đấy ạ. Cái phần tôi mua xe của cái anh chủ này là anh ấy cũng toàn đi một mình thôi, gần như không sử dụng nhiều người, cho nên là cái hàng ghế sau này nó mới đẹp như này. Đây này, hàng ghế sau mới như này đấy. Đấy, và đã lót sàn rất là cẩn thận rồi này. Đã lót sàn rồi đây này, rất là sạch sẽ luôn này. Lót sàn hết đầy đủ ạ. Lót sàn đầy đủ luôn. Và đây tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái đồng hồ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 1 vạn 2 km rồi, thưa với quý vị và các bạn ạ. Đã lăn bánh 1 vạn 2 km rồi. Và chiếc xe này đã được chủ xe lắp thêm cái đầu màn hình Android đây quý vị và các bạn nhé. Giải trí đa phương tiện đây này. Tôi vừa bật lên là đang lên YouTube. Như YouTube này thì quý vị các bạn phải kết nối mạng thì mới có mạng được. Đấy, không có mạng là nó sẽ không mở được YouTube đâu. Đấy. Âm thanh, điều khiển âm thanh trên vô lăng, hay gọi là vô lăng tích hợp các phím điều khiển đấy ạ. Táp lô, táp bi đều rất là đẹp luôn. Đây, cái đầu Android này nó giải trí đa phương tiện nhưng bắt buộc phải có mạng quý vị bạn nhé. Đây này, giải trí đa phương tiện luôn. Tất cả các app từ bản đồ này, dẫn đường này, cho đến các trình duyệt đều có hết luôn, đầy đủ hết ở trên cái xe này rồi.
Và đây là cái phần cửa cốp sau đây quý vị các bạn nhé. Những cái xe phiên bản 7 chỗ mà chúng ta dựng ghế lên như thế này. Còn nếu như không dựng ghế lên là chúng ta gập xuống thì chúng ta lại để được đồ. Đấy, và cơ bản là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây, cái ốc bản lề của cánh cửa phía sau này. Đấy, những chiếc xe mà tôi đi mua là tôi xem phần đầu phần đuôi kỹ hơn. Đâm đụng là hay ở những cái phần đầu phần đuôi này đây ạ. Ốc bản lề này cho đến keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này nó còn nguyên bản hết này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Đấy, còn nguyên hết tất cả những cái ốc này là còn nguyên đấy quý vị các bạn nhé. Và đây là những cái phần trần, phần nhựa này. Nó rất là mới. Trang bị cả túi khí cho đến những cái hàng ghế ngồi phía sau này luôn đấy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ phiên bản Innova là nó chỉ có hai túi khí thôi, nhưng không phải ạ. Đấy, nó có cả túi khí cho hàng ghế ngồi phía sau này luôn này. Đấy, và cái trần này, điều hòa cũng đã được trang bị cả dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ hai và thứ ba. Đấy, đầy đủ hết cả rồi ạ. Và còn rất là đẹp. Camera lùi đây. Phiên bản 2.0e. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ ạ. Đấy, táp bi cửa sau bên phụ. Nội thất da rất là mới này. Đấy, đây là cái nội thất da ở hàng ghế sau này nhá. Ngồi ít cho nên nó còn rất là mới ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ này. Keo chỉ còn nguyên luôn. Lót sàn cẩn thận luôn, thì những cái mặt cửa này còn rất là mới này. Lót sàn đầy đủ rồi. Ốc bản lề này mới nguyên ạ. Phải nói là sau một năm sử dụng mới hơn vạn km thì nó cũng còn rất là mới đấy quý vị các bạn ạ. Và quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì sở hữu những chiếc xe như thế này thì tiết kiệm cũng được khá tiền đấy ạ. Và cái màn hình Android này, cái đầu Android này là cái đầu xịn đấy quý vị các bạn nhé. Nó tích hợp cả camera hành trình như này. Đấy, có cả camera hành trình luôn. Nó tích hợp luôn vào cái đầu nó thu xem ở trên màn hình này luôn đấy ạ. Đấy, phải đầu xịn nó mới có những cái này ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Innova 2.0e này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít và là động cơ đua VVTi. Thưa với quý vị các bạn ạ, đây là cái động cơ đua VVTi này. Đấy. Và cái điều mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản. Đấy, từ những cái ốc này, tất cả những cái ốc này còn nguyên bản hết ạ. Tại vì là chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 1 vạn km thôi và sản xuất năm 2019, hơn 1 năm, cho nên là cái đồng tất cả về cái khoang động cơ này nó còn như mới luôn ạ. Từ tất cả các phụ tùng đấy, nó còn nguyên bản và nó còn rất mới đấy. Đó, đây là cái phần này, động cơ của chiếc xe đây quý vị các bạn nhé. Còn rất là mới này. Do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cho nên nó bẩn chút thôi, chứ còn rất là mới, còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Về cái động cơ này thì quý vị và các bạn yên tâm, còn bảo hành tại hãng ạ. Đấy, tất cả các phụ tùng này đều rất là mới luôn. Nếu như dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó lại không khác thì một chiếc xe mới. Tôi để nguyên cho nó nguyên bản, chứ cái động cơ này mà nếu như nó bẩn thì tôi mới phải dọn dẹp thôi, chứ còn nếu như nó sạch sẽ như thế này rồi thì không nhất thiết phải dọn dẹp. Tại vì là dọn vào đây nó sạch hơn được một chút thật, nhưng mà nó lại nguy hiểm, tại vì đã dọn dẹp thì phải động chạm đến phần nước vào hoặc hóa chất vào để tẩy rửa. Thường là anh em dọn xe là hay cho hóa chất vào để tẩy rửa, cho nên là nếu như sạch sẽ đẹp đẽ rồi là tôi không dọn nữa đâu. Vừa tiết kiệm được tiền mà lại vừa tốt cho máy, chứ nếu dọn dẹp lại không tốt cho máy nữa. Và cái phần đặc biệt tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, và tôi cũng thế và quý vị và các bạn cũng vậy, đi mua xe là phải nên xem vào cái phần đầu kỹ hơn, cũng đuôi cũng kỹ hơn, vì nó hay đâm đầu hoặc đâm đuôi ạ. Đây là cái phần ốc cabo này, còn nguyên bản luôn ạ, chưa có vết tháo. Nếu sơn thì nó sẽ phải tháo cái ốc cabo này ra để sơn, cho nên là nó còn nguyên bản. Nếu đâm đụng hay va chạm gì thì bắt buộc phải tháo cái ốc này ra để sơn để sửa, nên là cái này nó còn nguyên bản này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ.
À, đây là những cái phần keo chỉ còn nguyên nhé, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, tất cả về cái keo chỉ ở cái cabo này còn nguyên bản, ốc cabo còn nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Từ cái phần đầu này, à, tất cả này, ốc xương đầu này. Những cái xe khác đi mua xe thì xem rất là khó, chiếc xe Toyota Fortuner này, Innova này, nói chung là cái dòng của Toyota thì là nó rất là thoáng, nó rất là đơn giản đấy ạ. Có thể nhìn được thấu xuống tận bên dưới luôn quý vị các bạn nhé. Xương đầu xe này, đâm đụng hay va chạm làm lại chúng ta biết ngay đấy, vì những chiếc xe này xem rất là dễ. Những người nào mà không biết về xe thì xem cũng rất là dễ. Đấy, thấy luôn ạ. Cả một cái bộ phận xương đầu này là chúng ta đều xem thấy hết luôn ạ. À, cho nên là quý vị và các bạn này có thể xem trực tiếp hoặc mua xe tại cửa hàng, thì tôi cũng cam kết luôn cho quý vị và các bạn là chiếc xe này không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản hết đấy ạ. Và cái động cơ của chiếc xe này thì còn được bảo hành tại hãng cơ ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm chiếc xe Toyota Innova 2.0e số sàn 2019 này, thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 670 triệu. Vâng, thưa với quý vị và bạn, với 670 triệu là quý vị và bạn sở hữu ngay chiếc xe Innova 2019 siêu lướt này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nào muốn làm trả góp, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 6 năm với lãi suất lên đến 70% và lãi suất ưu đãi ạ. Đấy. Và chúng tôi có thể làm hồ sơ trả góp cho quý vị và các bạn rất là nhanh, từ 3 đến 5 ngày đã được giao xe cho quý vị và các bạn rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.